Vâng, thì nay shop em về được 4 cặp loa full 30W Faraday nha. SI 12X nha, full 30 nha các bác. Rất là đẹp nha. Đây, về là 4 cặp rất là xuất sắc luôn nha. Đấy. Hàng cam về thì được 6 cặp nhưng mà em lựa được 4 cặp. Bác nào lấy thì alo cho em nha. Full 30, chuyên nghiệp chơi gia đình. Công suất là 250W, maximum là 500W nha. Đây, những cái tem này là còn đẹp keng nha, nó có cái bọc ni lông nha, nhưng mà em lột qua rồi. Đây các bác, đây cái bọc ni lông này. Đấy, theo thời gian nó cũ này mình lột ra nha. May mắn là bên nước ngoài là họ không có lột trước, nhưng lột trước là bảo đảm những cái logo này vận chuyển sẽ trai liền. Đấy, nên về là 4 cặp này là tiên lửa kỳ lưỡng, giá là 9 triệu nha, bác nào mình nhanh tay alo cho em nha. Đấy, chứ giá mấy cặp, một cặp này là ở Việt Nam chính hãng người ta bán tới hơn 26 triệu nha. Các bác mua hàng bãi tuyển đẹp keng. Đấy, độ đẹp trên 90%, tại sao em chiến là chỉ có 9 triệu thôi, mình tiết kiệm khoảng là tiết kiệm gần 20 triệu nha. Đấy, quá là ngon luôn nha, những con này chơi gia đình. Và đặc biệt như dòng loa này nó tiện cho các bác lắm nha. Thứ nhất là nó có cái trạm loa, trạm gắn mỏ chim này, dây loa này, và hay là trạm chuyên nghiệp này. Đấy, trở kháng 8 ohm. Wattfiden Pro SI 12X 30 nha. 8 ohm rất là dễ phối ghép. Đối với cặp loa này độ nhẹ rất là cao, 103 decibel. Nên các bác là chỉ cần những con đẩy hoặc là những con amply con 8 sò là ok. Đấy, để 4 cặp nha.